Thanh Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bếp Yêu Thương. Chương trình hân hạnh nhận được sự đồng hành bởi nhãn hàng dầu ăn cao cấp Maison. Thưa quý vị, khách mời đặc biệt trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay là một gương mặt diễn viên gạo cội vào những năm 80. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì tên tuổi của cô vẫn được rất là nhiều người yêu mến. Xin được giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là người đẹp Diễm My. Xin chào chị. Diễm My gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Bếp Yêu Thương. Chị My ơi, hôm nay thì hành trình Bếp Yêu Thương của mình đang dừng chân tại khu di tích danh thắng Yên Tử thuộc thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh. Khi mà nói đến cái vùng núi Yên Tử thì người ta hay nói đây là một cái vùng đất thiêng, bởi vì cách đây 700 năm thì vua Trần Nhân Tông thoái vị và đi tu hành ở trên cái núi này. Và người ta còn nói thêm một cái điều nữa là ở cái vùng Yên Tử này thì các cô gái rất là xinh đẹp, mà theo những cái sử sách ghi lại mà không chưa chính thức thì có thể đó là cái lớp hậu duệ của hơn 300 cung tần mỹ nữ mà theo chân nhà vua lên cái vùng núi Yên Tử này rồi về sống một cái đời dân thường. Đây cũng là một cái thông tin khá là hay khi mà chúng ta đặt chân đến cái địa danh này. Và Diễm My cũng nghĩ đây là cái thông tin rất là thú vị mà lần đầu tiên chị My mới được nghe nói tới. Chị My biết không, hôm nay thì mình sẽ ghé thăm một bếp ăn tình thương ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh. Ở đây đang nuôi dưỡng và chăm sóc 70 cụ già. Ở đây các cụ là được chăm sóc tất tần tật mọi thứ luôn, từ cái việc ăn uống rồi có một cái khu sinh hoạt, một cái khuôn viên rất là thoáng mát mà trong lành. Thanh Thảo nói là Diễm My cũng rất háo hức là muốn đi liền. Cái vấn đề ở đây là các cụ được chăm sóc rất là chu đáo, cho nên là cái điều mà các cụ cần là sự chia sẻ và tình thương, cũng như là giống như những cái tình cảm gia đình á. Các cụ rất là thích có người đến để cùng trò chuyện, để cùng tâm sự. Vậy thì hôm nay thì mình sẽ ghé thăm bếp. Vậy thì chị nghĩ là hai chị em mình sẽ cùng thực hiện để nấu 70 cái suất ăn để cho dành cho các cụ ngày hôm nay. Wow, vậy là vào bếp luôn rồi nấu 70 suất luôn. Thì hai chị em mình cùng với lại có tất cả anh chị em để hỗ trợ. Có các bạn tình nguyện viên nữa. Nhưng mà không biết là cái vị của hai miền khác nhau thì các cụ sẽ ăn như thế nào. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức chị ha. Cố gắng. Trước khi đó mình sẽ hỏi một người nhân viên trong bếp để hướng dẫn cho mình cái khẩu vị cho nó vừa phải. Em hoan nghênh hai tay hai chân luôn, ủng hộ chị My. Và bây giờ thì chắc là mình đi vào bếp luôn chị ha. Đi. Hãy chung tay bữa cơm yêu thương, hãy chung tay cho những mảnh đời từ con tim sẽ chia. Dạ, chào bác ạ. Chào bác. Dạ. Thưa chú, đây là chị Diễm My, là diễn viên rất là quen thuộc với màn ảnh truyền hình. Còn đây là bác Đoàn Thiết Dũng, là giám đốc của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh. Ngày hôm nay khi mà Thanh Thảo và chị Diễm My lần đầu tiên được đến trung tâm thì nhìn cái không gian thì đã rất là thích cái không gian xanh mát này rồi. Không biết là cái mảnh đất này là do mình được sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương hay như thế nào ạ? Mảnh đất này là do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp cho trung tâm từ năm 1990 để phục vụ công tác nuôi dưỡng và chăm sóc đối tượng người già cô đơn không nơi nương tựa của toàn tỉnh. Trung tâm này thì được thành lập từ năm 1960, đã đến nay là đã 53 năm. Nhưng mà trung tâm chuyển đến vị trí này từ năm 1990. Dạ, nhưng mà anh ơi, như là em muốn biết là trong trung tâm của mình là bao nhiêu người, mà đối tượng là có phải là ở ngoài đem vào hay là những đối tượng cơ nhỡ mà mình đã được lên đến đây để được sự bảo trợ của trung tâm mình? Dạ, trung tâm này là hiện bây giờ là nuôi dưỡng 70 đối tượng. Những đối tượng là người già cô đơn không nơi nương tựa, những đối tượng tàn tật và những đối tượng là tâm thần kinh mãn tính. Những đối tượng này là hoàn toàn ở trong tỉnh Quảng Ninh. Ở đây là mình chăn nuôi gia súc luôn. Vâng ạ. Và mình có một cái bếp riêng để cho tất cả những người đã được tới đây hỗ trợ. Bếp của trung tâm trước kia là một gian bếp khoảng độ chục mét vuông. Nấu là rất là sơ sài. Nhưng mà được sự quan tâm của tỉnh thì là có 3 người trực tiếp hoặc làm việc ở bếp và có cán bộ quản lý. Ngoài ra còn có sự tham gia của một số các đối tượng khỏe cũng tham gia vào những hoạt động nấu ăn. Vậy rồi cái chế độ ăn uống hàng ngày của mọi người ở đây thì được chu cấp như thế nào ạ? Chế độ ăn uống của các đối tượng bây giờ, hiện bây giờ là một tháng là tỉnh hỗ trợ là 800.000 một đồng một người trên một tháng. Cho một tháng? Cho một tháng tiền ăn riêng. Còn tất cả những đồ dùng vật chất khác, văn phòng, đồ thứ yếu thì là một năm là được 10.500.000. Của một đối tượng.
Hồi nãy em nghe anh nói là ở đây mình có cái gọi là chăn nuôi gia súc, vâng, để là chăn nuôi để cho cái công, vâng, việc cái hỗ trợ cho cái suất ăn trong này. Vâng. Em rất là nãy giờ em với Thảo cũng muốn tới để tìm hiểu xem. Mình đi tham quan, vâng, cái khu tăng gia sản xuất thôi, vâng, bác ha. Vâng. Dạ. Vâng. Đi ạ. Cái vườn rau của mình ở đây cũng rộng quá. Cái rau này là rau rau này là rau đay. À, đúng rồi. Canh rau cua rau đay là rau cái cua đồng đấy. Mùng tươi nấu với cua đồng cho các cụ ăn rất hợp vào mùa hè. Dạ, nhưng mà nó có canxi mà nó lại có chất cây xanh nữa, chất xơ rất là tốt. Rồi ở đây là có mồng mấy muống mồng tơi nữa nè. Này là cải nè. Vâng. Dạ. Bên kia là rau muống. Rau dền. Rau dền. Rau mồng tơi, rau dền xanh, rau dền. Ở đây là mình được hai cái chuồng heo luôn. Ngoài ở đây là được 4 cái chuồng heo và cả bãi cái để nuôi heo rừng nữa. À, có một mình có một cái bãi để nuôi heo rừng, vậy là nuôi heo, là mình thả ra. Thả ra ngoài đấy. Wow. Để nuôi heo khi nào mà cứ heo lớn là giết để cải thiện cho các. Nhưng mà thí dụ mà thả ra rồi heo không có phá rào à? Mình có cái rào đó. Đã ngăn rào kia rồi. Ở đây với cái việc mà mình có hẳn một cái khu tăng gia sản xuất như thế này thì đương nhiên là sẽ hỗ trợ rất là tốt cho bếp ăn. Vâng. Vậy rồi những cái doanh nghiệp ở xung quanh địa phương mình hay là bà con ở chợ tiểu thương, người ta có biết đến để người ta ủng hộ cho bếp ăn của mình không ạ? Trong những năm qua thì các doanh nghiệp này rồi các đơn vị và các tiểu thương thì rất nhiều đoàn đã đến thăm để ủng hộ cho các bữa ăn của các cụ. Và nhất là một số các đoàn của Phật tử ở trong và ngoài tỉnh thì là thường thường là cứ ngày thứ bảy chủ nhật hoặc những ngày lễ là lại đến để động viên các cụ, chia sẻ cùng các cụ để bữa ăn của các cụ ngày càng tốt hơn. Thành ra là các cụ lại thấy ấm lòng quá khi được ở đây, chứ không muốn về không muốn về nhà nữa luôn. Chính vì lý do đấy nhiều cụ là không muốn về nhà nữa. Dạ. Ở đây thì được chăm sóc 3 bữa này, các bữa ăn được thay đổi liên tục này, không có một bữa ăn nào ngày sau trùng với ngày ngày trước. Vâng. Và các cụ buổi tối sinh hoạt để còn có các bạn để tâm sự. Dạ. Thôi bây giờ chắc cũng tới giờ sắp phát cơm rồi. Mình xin phép bác là cho em và chị My vào bếp để phụ mọi người làm cái bữa cơm trưa nay. Đúng rồi đó, đúng rồi. Dạ. Thấy coi chị kể giờ. Mời hai dạ. Dạ. Hãy chung tay bữa cơm yêu thương, hãy chung tay cho những mảnh đời, từ con tim sẽ chia ân cần đó, luôn âm thầm bên nhau, cùng vươn cao thắp lên niềm tin. Một bữa cơm với bao ân tình, này bạn ơi cùng chung tay nhé, đón yêu thương vào tim. Bếp yêu thương mang hạnh phúc từng ngày, bếp yêu thương mong được luôn sẻ chia. Đang cần những tấm lòng chiều con tim tỏa lan trong tình thương. Bếp yêu thương mang hạnh phúc từng ngày, bếp yêu thương mong được luôn sẻ chia. Bếp yêu thương đang cần những tấm lòng chiều con tim tỏa lan trong tình thương, chiều con tim tỏa lan trong tình thương.
chiều con tim tỏa lan trong tình thương. Chị My, đây là cô Phạm Thị Tới. Cô là nhân vật thụ hưởng đặc biệt trong cái chương trình Bếp Yêu Thương ngày hôm nay. Thì với cái hoàn cảnh hiện tại của cô thì cô sống ở đây cũng khá lâu rồi mà còn mắc một cái căn bệnh rất là nghiệt ngã, đó là bị ung thư. Cô Tới à, bây giờ thì cô thấy cái tình hình sức khỏe của cô như thế nào? Bây giờ thì đêm nó đau hai cái cánh tay này thì nó kiểu bị thoái hóa. Dạ. Thì đau thận, này huyết áp huyết cao, này mỡ nhiễm máu, máu nhiễm mỡ, lại thấp khớp, dạ, lại bệnh thận. Lớn tuổi này, rồi cho nên nhiều bệnh quá phải không? Rồi mắt của cô là có thấy được không? Mắt cũng bị đấy đấy, bỏ mổ, nhưng mà mổ này thì này bị tai biến là còn mắt yếu hơn thì mổ rồi. Dạ. Thì chị mới biết không, ngày xưa là cô Tới đi thanh niên xung phong vào khoảng cái năm mà năm 67 ha cô ha. Rồi năm sau 95. Sau đó mà 3 năm sau á là năm 70 giải ngũ đi về đó, thì bắt đầu là đi theo gia đình để bôn ba rất là nhiều nơi, rồi cũng tìm kế sinh nhai một thân một mình như vậy đó. Khi mà nhớ về cái thời thanh niên xung phong đầy tự hào thì cô nhớ nhất cái chuyện gì, cô có thể kể cho tụi con nghe được không? Nhớ nhất là cái hồi đóng ở Đông Triều là đi xuống Uông Bí. Dạ. Uông Bí ra ngoài bom nó bỏ, nhưng mà nhà máy điện Uông Bí thì nhưng mà không bị chết. Dạ. Được cách một đoạn nữa nhưng mà không sao. Dạ. Là không mang được lương thực về ra ăn củ cải luộc mấy ngày. Wow, đúng là nhưng mà thời đó rất là hào hùng phải không cô? Và mãnh liệt, không có sợ bom đâu. Không có sợ bom, không sợ gì hết cô hả? Nếu mà ông không có đói. Đó, thấy chưa, cái tinh thần thanh niên xung phong ngày xưa là như vậy. Giỏi, giỏi đấy, không như bây giờ. Hồi đấy là mình có sức khỏe, mình là tuổi trẻ mà mình mới lớn nữa, cho nên là cái ý chí rồi cái lòng yêu nước, tất cả nhiều cái thứ lý tưởng mà cô đang theo đuổi nó rất là mãnh liệt. Dạ. Thế bây giờ về đây rồi nhìn thấy những người bạn, thấy cái cuộc sống về già của mình sao mà nó quạnh hiu quá, thì cô có cảm thấy chạnh lòng không? Có buồn nhiều không? Chẳng thấy buồn đâu. Tại đi sao? Như nhà mình chẳng nghĩ buồn mà cũng chẳng nghĩ đến bệnh. Kẻ nó muốn sống đến đầu sống. Đấy, cô, nghĩa là cô vẫn còn tinh thần thanh rất là lạc quan, bây giờ mà vẫn còn cái tinh thần đó. Cô bây giờ con hỏi, nếu như mà cô được cái chương trình hỗ trợ một số tiền nho nhỏ thôi, thì cô sẽ dùng cái số tiền đó để làm gì? Nghĩ là mua đưa cho nhà bếp mua đồ ăn về đây có cụ cùng ăn. Đấy, em thấy chưa, cô vẫn có tinh thần đồng đội. Sao cô không nghĩ cô dùng tiền đó để cô đi tầm soát hết một lần rồi những cái bệnh của mình, hay là cô mua thuốc bổ, mua thuốc cho mình? Bổ bây giờ bác sĩ người ta kể là bây giờ ăn gì cũng không có được. Bây giờ ăn kiêng rồi, ăn toàn rau mới ăn, không được tanh, ăn mỡ. Để ăn đơn giản thì để tiền ăn gì. Dạ. Thật sự thì với cái tấm lòng của cô, khi mà con nghe cô chia sẻ như vậy con cảm thấy rất là ấm. Mới lần đầu tiên được trò chuyện với cô thôi mà cái câu chuyện của cô con nghe sao mà nó dễ thương và nó đáng khâm phục quá. Với một cái số tiền có được thì cũng mang xuống cho nhà bếp để nhà bếp mua thức ăn rồi chia cho chứ các cô cụ không ăn. Có nghĩ riêng cho mình đó. Thì hôm nay con cũng nói cho cô một cái tin vui, rất là vui luôn, là chương trình sẽ hỗ trợ, sẽ tặng cho cô 15 triệu đồng. Cô mừng không? Vui. Nhưng mà nghĩ tiền cũng bình thường. Với cái cuộc sống trong đây rồi, được cái sự chăm sóc rất là chu đáo thì của cơ quan này thì tiền cũng chỉ đưa cho cơ quan. Còn phải học tập ở cô rất là nhiều về cái tinh thần đồng thanh niên xung phong và lạc quan. Rồi bây giờ cô có tinh thần đồng đội rất là rất là lạc quan về cái cuộc sống của mình. Mặc dù là mang trong người rất là nhiều những căn bệnh, và con tin là cô cũng chất chứa nhiều cái nỗi niềm lắm, nhưng mà cô nhìn tất cả những cái đó rất là nhẹ nhàng. Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ, rồi. Chương trình của Bếp Yêu Thương á cho Diễm My nhiều cái ấn tượng, và nhất là về cái cảm xúc vào bếp á, thì Diễm My thực sự
rất là khâm phục những người ở đây, tại vì cái bếp mình á, nó vẫn còn rất là nhiều cái thiếu thốn về vật chất, nhưng mà rõ ràng cái tình người ở đây rất là lớn. Và khi mình nhìn những cái mảnh đời bất hạnh như các cụ ở đây, những người không nơi cơ nhỡ, những người có về khiếm khuyết, những người tật nguyền, và thậm chí những cụ già neo đơn, và đặc biệt như hồi nãy Diễm My đã được tiếp xúc với cô Tới, một nữ thanh niên xung phong với một cái tinh thần đồng đội rất là lạc quan. Rất nghĩa là cô dù là mang trong mình là cái chứng bệnh mà mình gọi là chứng bệnh nan y, nhưng mà thực sự khi nói chuyện với cô, Diễm My không thấy cô bệnh. Và lúc tâm sự với cô thì Diễm My không dám bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng mà thực sự khi mình qua chương trình này, mình thấy mình rất là may mắn. Và mình thấy chung quanh mình có rất là những người mà mình phải có một cái điều gì đấy. Không phải là tới đây để mình chia sẻ, mình nói lên cái điều của mình, nhưng mà rõ ràng với chương trình này để cho chị My có được nhìn về cái cuộc sống của mình, và mình thấy mình còn những nhiều điều học hỏi hơn với cái cuộc sống ở đây. Dù cái sự cơ nhỡ, sự khó khăn, thiếu thốn, nhưng mà cái tình người ở đây rất là ấm áp, và cái sự chia sẻ của cô đã làm cho mình đã có được một bài học. Chị My muốn cảm ơn chương trình Bếp Yêu Thương đã cho Diễm My cái vinh dự này. Thưa quý vị khán giả, với câu chuyện và những chia sẻ rất là ngọt ngào của cô Tới ngày hôm nay, thì chương trình Bếp Yêu Thương xin được dành một phần hỗ trợ cho cô. Hy vọng đây sẽ là một món quà rất là ý nghĩa với cô và với tất cả những người bạn, giống như những sự chia sẻ của cô đã từng nói với chúng ta lúc nãy. Xin mời anh Nguyễn Thế Phương, đại diện cho nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan, sẽ trao phần quà này cho cô Tới. Xin thay mặt nhãn hàng dầu thực vật cao cấp Mezan, con xin gửi tới cô một chút quà. Con kính mong cô sớm phục hồi sức khỏe để tiếp tục phục vụ và đóng góp cho trung tâm. Cảm ơn chủ công ty dầu thực vật. Thưa bác Dũng, mặc dù biết rằng ở đây là cơ quan của mình là chăm sóc cho các cụ hết sức là chu đáo, nhưng mà chương trình cũng xin được dành một phần hỗ trợ để hy vọng là bữa ăn của các cụ sẽ thêm phần phong phú và sẽ có một cái phần nào là một cái niềm vui đóng góp với bếp của mình. Xin dành một phần hỗ trợ từ phía chương trình, đó là một năm sử dụng dầu ăn cao cấp Mezan cùng với một phần tiền mặt là 10 triệu đồng. Bây giờ anh Phương sẽ trao đến bác ạ. Em xin gửi tới các anh chị một chút quà từ nhãn hàng dầu thực vật cao cấp Mezan, và em xin kính chúc các anh các chị thật dồi dào sức khỏe để tiếp tục công việc rất là có ý nghĩa này. Thay mặt ban lãnh đạo trung tâm bảo trợ xã hội cùng tập thể các cụ, các đối tượng đang sống ở tại trung tâm, xin được cảm ơn chương trình Bếp Yêu Thương đã dành những thời gian đến thăm, xin được trân trọng cảm ơn. Còn có thêm một sự chia sẻ nữa rất là ấm áp từ chú Nguyễn Văn Hồng, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hồng Đức, nhà phân phối dầu ăn Mezan tại Quảng Ninh, cũng muốn có một cái phần quà đến cho bếp. Xin mời chú ạ. Vâng, em xin được cảm ơn. Còn đây là phần quà của một Việt kiều Úc, gia đình một Việt kiều Úc, gia đình của chị Tăng Kim Mỹ, tặng cho bếp của mình là 2 triệu đồng. Vâng. Dạ, em xin gửi ạ. Còn một ngày đồng hành rất là vui với chương trình Bếp Yêu Thương mà hôm nay thì lại đi rất là xa nữa. Chị Diễm My có muốn chia sẻ điều gì không ạ? Diễm My muốn chia sẻ một phần nhỏ của mình dành cho nữ thanh niên xung phong. Dạ, cô Tới. Dạ, xin mời chị. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Bếp Yêu Thương cũng đã hết. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và xin chân thành cảm ơn nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan đã luôn đồng hành cùng chương trình. Quý vị khán giả cũng có thể theo dõi lại chương trình trên trang web truyền hình của báo Tuổi Trẻ ở địa chỉ tv.tuoitre.vn. Và nếu như muốn biết thêm những thông tin về bếp ăn từ thiện và những nhân vật có hoàn cảnh khó khăn, quý vị vui lòng truy cập vào địa chỉ trang web của chương trình, đó là www.bepyuthuong.vn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Mang hạnh phúc từng ngày, bếp yêu thương mong được luôn sẻ chia. Bếp yêu thương đang cần những tấm lòng, chiều con tim tỏa lan trong tình thương. Chiều con tim tỏa lan trong tình thương.